pfizer việt nam cho biết công ty này sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp với mức giá phi lợi nhuận Hãng Pfizer cho biết các quốc gia có thu nhập cao và trung bình sẽ trả nhiều hơn các quốc gia có thu nhập thấp, nhưng giới giá cũng được chiết khấu đáng kể so với các tiêu chuẩn thông thường của Pfizer trong thời kỳ đại dịch. Đến nay, Pfizer đã sản xuất 3 tỷ liều vaccine và có kế hoạch thúc đẩy nguồn cung lên 4 tỷ liều vào năm 2022. Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla thông tin thêm vaccine cho biến chủng Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3 và công ty này đã bắt đầu sản xuất. Việt Nam đã triển khai tiêm phòng COVID-19 mũi 3, đồng thời tiêm chủng cho đối tượng 12 đến 17 tuổi. Đến nay, cả nước có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 89,9% và tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 68,5% dân số từ 12 đến 17 tuổi.